Vâng, mưa giảm, lũ rút, nhưng người dân miền Trung tuyệt đối không được chủ quan khi đất đá bão hòa nước rất dễ xảy ra sạt lở. Đồng thời đẩy nhanh công tác dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đoàn công tác liên ngành Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đang kiểm tra tại Thừa Thiên Huế. Hôm nay đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại tại các vùng trọng điểm. Báo cáo nhanh với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết toàn thành phố Huế có 85% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Đến hôm nay, lũ trên các sông đã xuống. Hiện công tác chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị quản lý hồ thủy lợi Tả Trạch được thực hiện nhịp nhàng, góp phần điều tiết hợp lý nguồn nước, vừa đảm bảo cắt lũ, vừa đảm bảo an toàn hồ đập. Tỉnh cũng đang chỉ đạo các địa phương tập trung hỗ trợ người dân ở những khu vực bị ngập sâu theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo đủ lương thực, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Sau khi kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương, các đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo ứng phó với ngập lụt, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa và thông tin truyền thông đến người dân chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt. Do diễn biến mưa còn phức tạp, tỉnh tiếp tục cần tập trung theo dõi, đặc biệt là chú ý nguy cơ sạt lở đất tại khu vực miền núi, cần có phương án rà soát đề phòng sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Các cơ quan chuyên môn cũng đã có cái theo dõi rất là từ sớm để có cái điều hành từ vận hành hồ chứa xả lũ trước để đón lũ, cũng là vận hành gần như là thời gian thực đối với các hồ trong cái thời điểm mà căng thẳng và có mưa. Chúng tôi cũng đánh giá là bà con khá là chủ động, có kinh nghiệm và cũng khá chủ động trong cái ứng phó với các đợt lũ này. Theo dự báo thì có thể vẫn còn mưa lớn tiếp tục với một cái mực nước vẫn còn cao, các hồ thì đầy nước rồi. Vì vậy thì cái công tác ứng phó và sẵn sàng với cái phương án mà lũ quay lại, mực nước lũ lại lên lại cũng cần phải có cái sẵn sàng để có cái tâm thế để chuẩn bị để ứng phó, tránh cái việc chủ quan. Được biết, trong chuyến công tác liên ngành, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi đề xuất tới Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO Việt Nam và được chấp thuận kích hoạt gói hỗ trợ cho 731 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã các vùng bị ngập sâu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi hộ gia đình được nhận cứu trợ sớm 1,8 triệu đồng. Ngay trong chiều ngày 16 tháng 11, Ủy ban dân tỉnh đã cấp phát tiền cho các hộ dân, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Cũng trong chiều nay, ngày 15 tháng 11, đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, công tác dự báo lượng mưa trong đợt này chưa sát với diễn biến thực tế. Địa phương xây dựng 3 kịch bản ứng phó, nhưng đến nay, tình hình mưa lũ đã vượt qua mọi kịch bản. Lượng mưa đổ về các hồ chứa rất lớn. Trước đó dự báo từ ngày 13 đến 17 tháng 11, lượng mưa các đợt từ 250 đến 500 mm, nhưng do diễn biến thời tiết mưa lớn cực đoan, trong vòng 24 giờ, lượng mưa đã đạt trên 800 mm. Còn theo ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nếu lượng mưa này trong 3 đến 5 ngày sẽ khác, nhưng đây là đợt mưa cực đoan, bất thường đã gây ngập diện rộng, đột biến, lưu lượng đến các hồ chứa rất lớn, tần suất lũ lên rất nhanh.